chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 14 tháng 6 của Đô San Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính sau. Đặt biển quảng cáo tại sân bay Đà Nẵng tăng cơ hội tiếp cận nhóm khách hàng tiềm năng. Quy trình xử lý rác thải của Đô San Vina trên kênh truyền hình Nhân dân. Đón tiếp và làm việc cùng lãnh đạo tỉnh ủy và đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng và khẳng định đẳng cấp thương hiệu sản phẩm của mình, Đô San đã tiến hành đặt biển quảng cáo tại cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Sân bay là nơi tập trung phân khúc khách hàng có tài chính cao, phần lớn thuộc nhóm doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà kinh tế, quan chức chính phủ, các phái đoàn thương mại trong và ngoài nước. Vì vậy, việc đặt biển quảng cáo sản phẩm ở đây giúp chúng ta nâng cao khả năng tiếp cận với nhóm khách hàng tiềm năng này. Ngoài ra, quảng cáo ở sân bay mang nhiều lợi thế về không gian sáng và sang trọng. Đây là yếu tố góp phần quan trọng giúp các hình ảnh quảng cáo được xuất hiện với nhiều màu sắc, hình ảnh thực gây ấn tượng và thu hút sự chú ý của khách hàng. Một số lợi ích của việc đặt quảng cáo ở sân bay có thể kể đến như khẳng định vị thế thương hiệu của doanh nghiệp, quảng bá hình ảnh, sản phẩm đến với các đối tượng khách hàng có tiềm năng cao, có cơ hội tiếp cận với nhóm đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các phái đoàn thương mại, thu hút sự chú ý của khách hàng với tầm nhìn trực diện. Và sân bay là nơi khách hàng dừng chân lâu, có điều kiện quyết định chọn lựa sản phẩm của doanh nghiệp một cách dễ dàng hơn. Là một doanh nghiệp điển hình trong việc tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, quy trình xử lý chất thải của Đô San Vina đã được ghi hình và phát sóng trên kênh truyền hình Nhân dân. Trong đoạn video phát sóng kéo dài hơn 2 phút này, một đặc điểm được nhấn mạnh trong quá trình xử lý rác thải tại Đô San Vina chính là việc phân loại rác đầu nguồn, rác được thu gom và xử lý theo đúng quy trình. Doanh nghiệp thì thách thức lớn đối với Quảng Ngãi đó là vấn đề xử lý rác thải công nghiệp. Giải quyết vấn đề này, các khu kinh tế, khu công nghiệp ở đây ngay từ khi đầu tư đã phải có những biện pháp xử lý rác thải độc hại này. Công ty công nghiệp nặng Đô San Vina ở khu kinh tế Dung Quất chuyên sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí, nhiệt điện, bồn bể xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Với 5 nhà máy hoạt động 100% công suất, mỗi ngày tại đây có khoảng 4 tấn chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại. Để xử lý lượng rác thải nguy hiểm này, đơn vị đã thực hiện ngay việc phân loại rác thải từ đầu nguồn. Chất xúc tác, chất thải nguy hại, chất thải thông thường được phân loại, lưu trữ ở các khu vực riêng biệt để di chuyển đến khu xử lý. Thì cái vấn đề mà phân loại xử lý chất thải á, mà để được tốt á, thì cái đầu tiên là chúng ta phải tạo cái ý thức tốt cho công nhân. Vì thế công ty có những cái chương trình giáo dục huấn luyện để tạo cho người ta được cái thói quen từ đầu. Tức là khi phát sinh ra là người ta đã có ý thức ngay từ đầu là sẽ bỏ vào những cái loại chất thải đã đúng quy định. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có 5 khu kinh tế, khu công nghiệp lớn, gần 100 doanh nghiệp đầu tư sản xuất lĩnh vực công nghiệp nặng, lọc hóa dầu, đóng tàu. Trung bình mỗi ngày, các nhà máy, xí nghiệp ở đây thải khoảng 15 tấn chất thải công nghiệp, nguy hại như xỉ, hóa chất, chất xúc tác, dầu thải, vật liệu mòn. Để xử lý lượng lớn rác thải này, các nhà máy, xí nghiệp đã đầu tư hệ thống phân loại, xử lý rác thải từ nguồn sản xuất. Tất cả lượng rác thải được đưa đến xử lý tại khu xử lý chuyên biệt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng thực hiện chương trình quan trắc, giám sát ô nhiễm môi trường tại cơ sở. Trong nhiều năm hoạt động, chất thải công nghiệp ở các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi cơ bản được xử lý. Mỗi doanh nghiệp, nhà đầu tư với trách nhiệm xử lý rác thải công nghiệp giúp nâng cao chất lượng môi trường sống cũng như bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp. Trách nhiệm này cũng đã giúp tỉnh Quảng Ngãi kiểm soát được ô nhiễm môi trường ở các khu kinh tế, khu công nghiệp trong nhiều năm qua. Sáng ngày 8 tháng 6 vừa qua, Chi ủy Chi bộ Đô San Vina đã tiếp đón và làm việc cùng lãnh đạo tỉnh ủy và đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Buổi làm việc nhằm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và đoàn thể kể từ sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay. Tham gia công tác tại Đô San Vina có ông Trần Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Võ Xuân Hiền, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp cùng đại diện lãnh đạo các ban phòng tỉnh ủy và đảng ủy khối doanh nghiệp. Buổi làm việc diễn ra tại văn phòng trụ sở Đô San Vina.
Trong buổi họp này, đồng chí Trần Thơm, Bí thư chi bộ Đảng đã báo cáo kết quả hoạt động trong thời gian qua về công tác xây dựng Đảng, công tác an ninh chính trị tại công ty và trách nhiệm của người đảng viên ở các bộ phận nhà máy đang công tác, đồng thời nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của chi bộ. Phát biểu tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đảng ủy Trần Văn Minh mong muốn các đảng viên Dosanvina tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn thể hiện đầu tàu gương mẫu trong sinh hoạt và sản xuất, chấp hành tốt nội quy, quy chế của công ty, không vi phạm pháp luật, làm cầu nối trong công tác lãnh đạo. Thưa quý vị và các bạn, đặc trưng của mùa nắng nóng là có nhiệt độ và độ ẩm cao. Môi trường này là điều kiện rất tốt cho sự phát triển của các loại vi khuẩn nấm mốc. Nếu chúng ta không bảo quản thực phẩm cẩn thận thì rất dễ dẫn đến tình trạng thức ăn bị ôi thiêu và gây ra ngộ độc thực phẩm. Video hướng dẫn sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn phòng chống được ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng này. Mùa hè thời tiết oi bức là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh phát triển, bùng phát các loại dịch bệnh, đặc biệt là ngộ độc thực phẩm. Để nâng cao sức khỏe cho bản thân, trong mỗi chúng ta cần chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Nguyên nhân của ngộ độc thực phẩm là do chúng ta ăn phải thức ăn và nước uống bị nhiễm khuẩn. Virus, vi khuẩn hay nấm mốc có trong thực phẩm như tụ cầu, rotavirus, v.v. Do ăn phải thức ăn bị biến chất, thức ăn bị ôi thiêu, v.v. Triệu chứng của ngộ độc thực phẩm chủ yếu là các triệu chứng về đường tiêu hóa, xuất hiện sau khi ăn vài giờ đến 1-2 ngày tùy theo nguyên nhân gây ngộ độc. Đau bụng, đi cầu phong lỏng nhiều lần trong ngày, buồn nôn hoặc nôn mửa liên tục, có thể có sốt, đau đầu, chóng mặt. Muốn phòng ngộ độc thực phẩm, chúng ta phải chú ý từ khâu thực phẩm nguyên liệu cho đến khi chế biến thành món ăn. Trước hết, các bạn cần làm tốt một số nội dung sau đây. Thứ nhất, khi chọn mua thực phẩm, phải đảm bảo thực phẩm còn tươi, sạch và an toàn. Đối với thực phẩm bao gói sẵn thì phải có nguồn gốc rõ ràng, có địa chỉ rõ ràng và còn hạn sử dụng. Thứ hai, thực hiện ăn chín, uống sôi. Nên ăn ngay sau khi thức ăn vừa nấu chín. Nếu chưa ăn ngay thì phải che đậy chống ruồi và bụi bẩn. Thức ăn chưa dùng hoặc thức ăn dùng không hết thì phải được bảo quản trong tủ lạnh và phải đun kỹ lại trước khi dùng. Thứ ba, thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với nguồn lây ô nhiễm. Sử dụng nguồn nước sạch để chế biến thức ăn. Thứ tư, tuyệt đối không ăn những thức ăn đã có dấu hiệu ôi thiêu. Hãy cảnh giác khi mua và sử dụng các thức ăn đường phố, bày bán ở vỉa hè hoặc bán rong. Vì đây là những thực phẩm ăn ngay rất dễ bị nhiễm bẩn. Một số thuốc và trang thiết bị y tế phục vụ cho việc theo dõi và điều trị ngộ độc thực phẩm được trang bị tại phòng y tế như Bedburin, Loperamide, Orezon, Neomectin, Spasmaverin, dung dịch Ringer Lactate. Tiếp tục bản tin trưa nay, mời các bạn cùng theo dõi một đoạn phim ngắn về giáo dục an toàn trong lao động sản xuất sinh hoạt hàng ngày và một đoạn clip ngắn về những khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Oh,
Bản tin trưa nay của Đô San Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đô San Vina DVTV V7N44. Đồng thời, các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Đô San Vina thông qua các mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Đô San Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái và chào tạm biệt.